Đây là túi phụ kiện đi kèm theo loa, bao gồm một chiếc điều khiển và một chiếc dây tín hiệu. Chiếc điều khiển thì chúng ta có những tính năng bật tắt và chọn input, chuyển USB, thẻ nhớ, FM, AUX, tăng giảm bass check trực tiếp ở trên điều khiển luôn. Chọn số kênh sử dụng cho đài FM. Đây dây tín hiệu vào, chúng ta cắm vào cổng Leroy này. SL là loa trước bên trái này. SR là loa trước bên phải này. Loa sau bên phải này. Loa sau bên trái này. Loa trầm có công suất là 25W, rồi loa con là 5W x 4. Tổng công suất của loa này là 45W. Loa có thêm cả một chiếc dây anten để nghe đài FM. Đây là cổng kết nối USB và thẻ nhớ SD.